mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Ma tới để giúp quý vị tu đạo. Trước đây tôi đã nói, nếu ai tỉnh tọa được một chốc lát, thì công đức còn nhiều hơn là xây hàng sa tháp bảy báo. Nếu quý vị ngồi trong thiền đường cứ nghĩ vẩn vơ rằng, tỉnh tọa một giây phút mà công đức còn nhiều hơn xây tháp bảy báo, rồi nghĩ lui nghĩ tới, nên dù là một tích tắc cũng chẳng tỉnh tọa đặng, do đó một tí công đức cũng chẳng có được. Vì sao? Vì cũng giống như nhận ngón tay làm mặt trăng, chỉ thấy ngón tay chỉ mặt trăng mà không nhìn thấy mặt trăng, rồi cho rằng có vô lượng công đức, vô lượng ư, quý vị chỉ ngồi đó với vô lượng vọng tưởng mà thôi. Lại còn nói, tôi có thể phóng hào quang chiếu khắp vũ trụ. Cảnh giới này chẳng còn quý vị nghĩ tới, chẳng còn quý vị nói ra, mà còn quý vị phải thực hành. Nếu quý vị có khả năng chân chính thanh tịnh nhập định, thì mới có thể phóng hào quang chiếu khắp vũ trụ. Còn như không thể nhập định, chỉ ngồi nghĩ vẩn vơ, thì đó toàn là vọng tưởng, cách xa thực tại đến 84.000 dặm chứ chẳng được ích lợi gì. Lại có vị nghĩ rằng, làm sao để tôi nhập định, làm sao để tôi có thể khai ngộ? Nếu quý vị có vọng tưởng đó, thì làm cách gì quý vị cũng chẳng thể nhập định, chẳng thể khai ngộ đặng. Vì sao? Vì quý vị chỉ dùng công hời hợt ở ngoài da, chứ chẳng phải dùng công nơi trí bát nhã. Quý vị toàn là hướng ra ngoài tìm cầu, chẳng biết hướng vào nội tâm mà tìm, thì mãi mãi chẳng tìm ra. Quý vị hãy làm bác sĩ điện liệu để giúp thế gian này. Hãy cứu giúp chúng sanh đang sống trong bầu không khí ô nhiễm này để họ có thể thành Phật trong một bầu không khí trong lành. Khi quý vị ngồi tĩnh tọa, đừng có quá nhiều vọng tưởng. Tôi hy vọng rằng quý vị biết rõ điều đó. Tôi đã giảng cho quý vị nghe về phương pháp điện liệu làm cho không khí trong sạch rồi. Quý vị hãy thử xem qua hiệu quả ra sao. Hôm nay là ngày thứ hai của thiền thất. Quý vị đã lên đường chưa? Lên đường có nghĩa là lên con đường chánh giác, con đường bồ đề. Quý vị đã đề khởi được câu niệm Phật là ai chưa? Quý vị đã buông bỏ vọng tưởng được chưa? Nếu chưa đề khởi được câu niệm Phật là ai, thì hãy mau mau làm đi, phải tập như mèo rình chuột vậy, kiên nhẫn chăm chú chờ chuột. Lại cũng giống như gà mẹ ấp trứng, một lòng một dạ nhớ nghĩ đến đám gà con sắp nở. Lại cũng giống như rồng giữ hạt châu, cẩn thận chuyên nhắc giữ chặt hạt bảo châu. Niệm trước niệm sau, một lòng một dạ, quý vị tham cứu câu thoại đọc thì mới có hy vọng thành thụ. Chúng ta ngày ăn một bữa, đêm không nằm mà ngủ. Đó là cách tu khổ hạnh mà tôi dám nói rằng, trên thế giới không có ai tu hạnh đầu đà như chúng ta vậy. Đặc biệt là trong khóa thiền thất. Mỗi ngày chúng ta ngồi 12 giờ và đi nhiều 6 giờ. Sự thực hành khắc khổ này đòi hỏi thiền sinh phải ăn uống cho đầy đủ. Do đó, tại Trung Quốc, khi nào có đã thiền thất, mỗi đêm mỗi người đều được phát cho ăn 2 cái bánh bao lớn, nên ai cũng thích thú lắm. Nhưng ở đây không có cái lệ này. Do đó, vào bữa ăn trưa, quý vị nên ăn cho no thêm một chút để có đủ sức để đi nhiều hoặc chạy. Giới luật nhà Phật quy định nhập trung nhất thực, tức là mỗi ngày chỉ ăn một bữa vào giờ ngọ, tức là 12 giờ trưa. Về sau lệ này đổi thành quá ngọ bất thực, tức là sau 12 giờ trưa thì không được dùng bữa nữa. Nhưng buổi sáng có thể ăn thêm cháo điệp tâm, vì không phải ăn sau giờ ngọ nên việc này không phạm giới. Trong khóa thiền, nếu ăn không đủ no, thì quý vị sẽ không đủ sức ngồi thiền, đi nhiễu hay chạy. Do đó, quý vị có thể bị thối chuyển. Vì sao? Nếu quý vị tham thiền đến tối, bao tử sẽ bị cồn cào và trách quý vị là thầy quá ích kỷ, chỉ biết tu hành, chỉ chú tâm muốn khai ngộ, chẳng quan tâm gì đến tôi cả, khiến tôi phải bị đau khổ, thầy tu đạo gì mà một chút từ bi cũng không có. Thế là nó chẳng hợp tác với quý vị nữa, khiến quý vị dễ bị thối tâm, không còn muốn tu hành, uổng phí công phu lúc ban đầu. Bởi vì trong khóa thiền thất, quý vị còn phải ăn cho đủ no mới có đủ năng lực để tìm cầu trí huệ giải thoát. Hôm nay tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện ăn bánh bao lúc đã thất. Đây là chuyện có thật, không phải bịa đặt. Ở chùa Thiên Đồng tại tỉnh Ninh Ba bên Trung Quốc, có vị phương trưởng tên Mặc Vân. Ngài là một vị minh nhãn thiện tri thức. Thầy Duy Na cũng là một vị minh nhãn thiện tri thức.
song lòng từ bi của thầy Ina thì quá rộng lớn, còn lòng từ bi của phương trượng thì lại hạn hẹp. Ngài Mật Vân thì có tác phong Mahata chẳng để ý đến ai cả, còn ngài Ina thì chủ trương Bồ Đề Tác Đọa thích lo chuyện người. Vì hai vị có tư tưởng khác biệt nên lối cư xử cũng có phần xung khắc. Trong lúc đã thất, ai ai cũng dũng mãnh tinh tấn ngồi thiền cầu trí huệ giải thoát. Một đêm nọ, vị Gina từ bi này thấy đại chúng vì quá đói bụng nên chẳng còn tinh thần nào ngồi thiền được. Các vị bị hôn trầm, các vị thì tâm tán loạn, hoặc nếu không ngủ gật thì cũng ngồi sụm. Bình thường khi ngồi thiền người ta cao khoảng 3 feet Mỹ, nhưng vì bụng đói quá không ngồi thẳng lưng được, bị khòm xuống nên chỉ còn cao hơn 1.5 feet, do đó gọi là ngồi sụm. Khi hiện tượng này xảy ra thì chẳng ai còn tiếp tục ngồi thiền được nữa. Thầy Yuna thấy vậy mới khởi lòng thương xót, và vì muốn giữ sức khỏe cho đại chúng, thầy bèn nhập định dùng thần thông vào nhà bếp lấy cắp một mớ cơm cháy đem phân phát cho mỗi người một ít. Khi xá thiền, lúc mọi người mở mắt ra thì thấy trên đùi có sẵn miếng cơm cháy, liền rón rén ăn hết. Bởi vì người là sắt, cơm là thép, nên sau khi ăn vào, ai ai cũng liền khôi phục lại được tinh thần. Lúc đi nhiều và ngồi thiền, không cảm thấy mệt mỏi nữa. Chẳng còn như lúc trước, vì bụng đói, không thể đi nhiều được nên phải ngồi qua một đêm để nghỉ mệt. Sau khi thầy Vina lấy trộm cơm cháy được 2 ngày liên tiếp, để cho đại chúng ăn lót dạ, đến ngày thứ 3 thì bị phương trượng phát giác ra chuyện ăn cắp này, nên bị đuổi ra khỏi chùa. Sự việc này xảy ra như sau. Buổi sáng ngày thứ 3, thầy quản lý nhà bếp phát hiện ra rằng cơm cháy ngày hôm qua đã biến mất, và thầy nghĩ là chắc có chú chuột nhỏ nào đã sờ hết cơm cháy của mình rồi. Vì là nhiệm vụ của thầy nên thầy mới báo cáo chuyện này lên phương trượng để xin ý kiến. Ngài phương trượng dạy rằng được rồi, phải bắt con chuột đó. Đêm tối, ngài phương trượng nhập định quan sát mới phát giác ra là thầy Gina đã trộm cơm cháy của nhà bếp trong lúc nhập định. Nhân đó, ngài mới đem nhục thân của thầy Gina giấu dưới ghế ngồi. Lúc thầy Gina xuất định thì không thấy nhà, tức là nhục thân của thầy đâu nữa. Thầy tìm kỹ khắp mọi nơi, thì cuối cùng mới thấy nhục thân mình nằm ở dưới ghế, nên mới kéo nó ra. Lúc bấy giờ, ngài phương trượng mới bảo, thầy làm gì vậy? Thầy quả là một con chuột lớn nha. Thầy dám ăn cắp cơm cháy ở nhà bếp hả? Thầy có biết là thầy đã phạm giới không? Ai phạm giới sẽ bị đuổi ra khỏi chùa. Ngày mai thầy phải đi, chúng tôi không thể lưu giữ thầy ở đây nữa. Ngài Yuna thưa, bạch ngài, ngài đuổi tôi đi thì được rồi, song tôi muốn xin ngài một việc, mong ngài thuận cho. Vị phương trưởng hỏi, thầy sắp ra đi còn muốn yêu cầu gì nữa? Thầy Yuna thưa, các thiền sinh nhất định phải được ăn đủ no mới có thể dùng công tu hành. Nếu ăn không no, chắc chắn không thể tu được. Do đó, tôi mới vào nhà bếp lấy trộm cơm cháy để cho đại chúng dùng, chẳng phải để tôi ăn. Tôi hy vọng ngài phương trượng từ bi, mỗi tối cho mỗi người ăn 2 cái bánh bao. Được vậy thì tôi xin cúi đầu đảnh lễ ngài. Tôi ra đi rồi, chẳng còn gì bằng tâm nữa. Vị phương trượng suy nghĩ và thấy có lý. Được rồi, tôi sẽ thỏa mãn lời yêu cầu của thầy. Từ đó về sau, khi nào đã thiền thất, mỗi người được ăn 2 cái bánh bao vào buổi tối. Thầy Yuna lại hỏi phương trưởng, thưa ngài, tôi nên đi về đâu? Thầy phương trưởng đáp, thầy hãy đến tỉnh Tứ Xuyên, xây dựng đạo tràng, các vị hộ pháp ở đó có thiện duyên với thầy. Bây giờ thầy Yuna mới dùng phép thần túc thông để đến tỉnh Tứ Xuyên. Thầy thấy 2 cây quế cao to, cành lá xum xuê, nên ngồi thiền giữa 2 cây quế ấy. Nhờ vị hộ pháp và cư sĩ thấy thầy ngồi thiền dưới gốc cây, nhận ra thầy là bậc chân tu, một vị cao tăng đức hạnh. Do đó họ xây một ngôi chùa giữa 2 cây quế ấy lấy tên là Sông Quế Đường. Tại đây thầy truyền pháp và thâu nhận đệ tử. Về sau, rất nhiều người tham thiền được khai ngộ và thầy trở thành vị tổ đầu tiên. Tham thiền cũng giống như uống nước, nóng hay lạnh thì tự mình biết lấy. Dùng công tới chỗ vững vàng thì tự mình biết. Dùng công mà chưa thành thục thì mình tự hay. Ai dùng công đã vững, đã thành thục thì cần phải liên tục nỗ lực. Kẻ chưa dùng công tới đâu thì chớ biến nha. Trong lúc tham gia thiền tập, quý vị phải buông xả hết mọi thứ. Rằng, đề khởi được, buông xả được. Đề khởi được gì? Đề khởi được câu niệm Phật là ai?
buông xả được thứ gì? Buông xả được mọi vọng tưởng. Phải buông xả được vọng tưởng và sự nghĩ ngợi lăng xăng thì trí huệ mới nảy sinh. Không buông xả được vọng tưởng thì dụng công sẽ không có kết quả. Trong 7 ngày này, quý vị phải dũng mãnh tinh tấn, đừng sinh một mảy may tâm trạng biếng nhác hay một chút hoài nghi. Hãy cùng nhau dụng công. Khi dụng công tới chỗ không thấy có mình, không thấy có người thì sẽ khai ngộ. Nếu dụng công tới chỗ phi sắc phi không thì sẽ hợp nhất với Đức Như Lai. Nếu quý vị chưa hiểu được cảnh giới phi sắc phi không thì thật đáng hổ thẹn. Vì sao dụng công mà không được tương ưng? Vì thói quen tập khí từ vô lượng kiếp đến nay quá mức sâu dày. Do đó, tâm quý vị muốn hướng tới con đường Bồ Đề mà thân thì chẳng chịu tiến tới, cứ muốn thôi lui. Quý vị phải biết rằng hệ tập khí, thói quen quá nặng nề, nghiệp chướng sâu dày thì càng cần phải buông xả vọng tưởng. Buông xả vọng tưởng không khó chi, quý vị chỉ cần quên mình đi là hết vọng tưởng ngay. Chỉ vì còn có cái tôi nên quý vị mới không thể quên bản được mình. Khi tu hành ở thiền đường, quý vị phải tu làm sao cho trên không biết có trời, giữa không biết có người, dưới không biết có đất. Trời đất mình người không còn, đông tây nam bắc cũng tiêu tan, thì lúc ấy một niệm cũng không khởi và toàn thể chân tâm sẽ hiện bày, quý vị sẽ đắc được toàn thể đại dụng. Nếu suốt ngày quý vị cứ khởi vọng tưởng thì công phu sẽ không được tương ưng, do đó phải dụng công tới chỗ không sinh khởi một niệm nào cả. Khi đi không biết là mình đang đi, khi đứng không biết là mình đang đứng, khi nằm không biết là mình đang nằm, khi ngồi cũng không biết là mình đang ngồi, đi đứng nằm ngồi đều chẳng hay biết. Rằng cả ngày ăn cơm nhưng chưa nuốt một hạt gạo, cả ngày mặc áo nhưng chưa mặc một sợi tơ. Lúc ấy quý vị với hư không hợp làm một. Nếu hợp làm một với hư không thì mới hốt nhiên dung thông, đột nhiên quý vị sẽ hiểu rõ mọi sự, đó là cảnh giới đốn ngộ. Đốn ngộ là do thành quả của sự dụng công tu hành hàng ngày. Công phu dụng đến chỗ thành tựu thì mới hốt nhiên khai ngộ. Nếu lúc bình thường quý vị không dụng công thì quý vị không thể đạt đến sự đốn ngộ được. Cũng như trẻ con sau khi sinh ra, nhờ ngày ngày nghe được tiếng nói nên tới một lúc nào đó chúng tự nhiên biết nói. Khi chúng thốt ra câu nói đầu tiên thì cũng tương tự như lúc chúng ta khai ngộ. Khi chúng bắt đầu biết đi thì bước đầu tiên cũng có thể ví như lúc chúng ta khai ngộ về. Làm sao chúng đi được bước đầu tiên? Do bởi ngày ngày chúng nhìn thấy người lớn đi đi lại lại, cảnh tượng ấy huân tập vào đầu óc của chúng, khiến chúng tự nhiên tập tễnh bước đi. Chúng ta dụng công cũng phải như vậy, hôm nay dụng công, ngày mai cũng dụng công, tiếp tục như vậy, khi công phu chín mùi, không còn khởi ý tưởng chi, dứt bạc vòng niệm, thì quý vị sẽ khai ngộ. Đốn ngộ là do từng giờ từng phút dụng công tu hành hàng ngày, rồi đến khi công phu đã chín mùi thì chợt khai ngộ, đó là sự khai ngộ do dụng công tu hành trong đời này. Có người hỏi, tôi thấy vị kia chẳng chịu dụng công tu hành gì cả. Nhưng tới thiền đường, chưa được bao lâu thì bỗng nhiên y khai ngộ, đó là vì sao? Trường hợp này khá đặc biệt đấy. Đó là vì kiếp này, tuy y không dụng công tu hành, nhưng kiếp trước y đã tu rồi, không phải chỉ tu bình thường, mà từng giờ, từng phút, từng giây, y đều tu, và chỉ còn thiếu một chút nữa là y khai ngộ. Do đó, trong kiếp này, gặp đúng cảnh giới như vậy nên y liền khai ngộ. Đốn ngộ tuy là tức khắc khai ngộ nhưng cần phải vun bồi thiền căn từ kiếp trước, giống như bác Nam Phu làm ruộng vậy. Mùa xuân bác gieo giống, mùa hạ bác cày cấy, thì mùa thu mới có thóc lúa để thu hoạch. Nếu mùa xuân không gieo hạt thì mùa thu làm sao có gặt hái. Có câu, một phần canh tác thì một phần thâu hoạch. Người tu đạo cũng phải như thế, bất luận là đã khai ngộ hay chưa. Chúng ta đều phải dũng mãnh tinh tấn, nỗ lực tiến tới. Hy vọng trong một giây phút cuối cùng chúng ta sẽ đạt đến kết quả, nhận ra bản lai diện mục của mình, tức là bộ mặt thật của mình. Vì sao chúng ta chưa nhận ra được bản lai diện mục của mình? Bởi vì tướng ngã, tức là cái tôi chưa trừ, lòng ích kỷ chưa dứt. Nếu không còn tướng ngã và lòng ích kỷ thì chúng ta có thể tức khắc nhận ra được bản lai diện mục của mình. Nếu quý vị không muốn biết mình là ai thì không thành vấn đề. Tu cũng được, không tu cũng xong, bởi vì quý vị chẳng có kỳ vọng chi. Song người tu đạo nhất định cần phải có hy vọng, đó là kỳ vọng muốn hiểu rõ mình từ đâu sinh ra và chết rồi thì đi về đâu.
Nếu muốn biết bộ mặt thật của mình ra sao, thì quý vị phải không sợ khổ, sợ khó, sợ gian nan. Như thế thì mới có thể phản bổn hoàn nguyên, đắc được thân kim cang bất hoại. Phản bổn hoàn nguyên nghĩa là trở về nguồn căn và phục hồi lại bổn tánh chân thật của mình. Chúng ta đang làm gì ở trong thiền đường? Chúng ta đang rèn luyện thân kim cang bất hoại. Một khi đã luyện thành thân kim cang bất hoại, thân ta ắt hẳn chẳng còn biết khổ sở, chẳng còn biết đau đớn. Do đó, nếu chúng ta cứ sợ khổ, sợ đau, thì không làm sao thành tựu được thân kim cang bất hoại. Thân kim cang bất hoại là do được rèn luyện mà thành. Rèn luyện thân này cho nó trở thành thân kim cang bất hoại, vĩnh viễn không hư hoại, đó là công việc chúng ta đang làm ở trong thiền đường. Nghe vậy, các vị nghĩ rằng, tôi tu hành không phải vì cái tôi già hồi thổi này, rèn luyện nó thành bất hoại để làm gì chứ? Không sai, lý luận của quý vị đúng lắm. Nhưng thân kim cang bất hoại mà tôi nói đây không phải là cái túi da hồi thổi này. Vậy thì nó là gì? Là thân kim cang bất hoại của tự tánh, cũng là pháp thân và huệ mạng, mà cũng chính là thân kim cang bất hoại của tự tánh nguyên thủy thanh tịnh. Quý vị nên nhớ, tu đạo không phải là chuyện dễ. Hễ quý vị muốn tu đạo thì sẽ có ma tới phá. Ma này không phải chỉ từ một nơi, mà từ bốn phương tám hướng kéo tới. Có thứ là ma bình, có thứ là ma phiền não, lại có thiên ma, nhân ma, quỷ ma, và cả yêu ma nữa. Chúng ma kéo tới từ chỗ quý vị chẳng ngờ chẳng biết, làm cho đạo tâm của quý vị lung lay, khiến quý vị bị thối lui trên đường tu tập. Chúng dùng đủ cách đi dụ dỗ, uy hiếp, đe dọa, khiến quý vị phải thối chuyện, mất định lực, rồi bỏ tu luôn. Quý vị ngồi thiền tới một trình độ khá khá, thì sẽ có ma tới thử thách, xem đạo lực của quý vị ra sao. Có khi chúng hóa hiện làm kẻ nam hay người nữ với dáng mạo đẹp đẽ mỹ miều để dụ dỗ. Nếu không động tâm, thì quý vị vượt qua được thử thách. Nếu động tâm thì quý vị sẽ đọa lạc. Đây là điều vô cùng quan trọng, quý vị hãy nhớ cho kỹ, hãy sảy chân lỡ bước là ôm hận ngang đời. Khi cảnh giới hiện ra để thử thách kẻ tu hành, thì chúng ta cần phải xét xem cảnh giới ấy là giả hay thật. Dùng phương cách gì? Rất đơn giản, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chuyên nhất không loạn, không khởi vọng tưởng. Nếu cảnh giới ấy là giả thì nó sẽ từ từ biến mất. Nếu là cảnh giới thật thì càng niệm cảnh ấy càng hiện ra rõ ràng. Ai ngồi thiền không hiểu phương pháp này sẽ bị tẩu hỏa nhập ma và đạo nghiệp sẽ bị tiêu tan. Lại có kẻ tự cho rằng mình đã nhập ma cảnh, do đó sẽ bỏ lỡ cơ hội khai ngộ. Lúc còn trẻ tôi được nghe rằng tu đạo ắt sẽ gặp ma. Tôi không tin, lại còn kiêu ngạo nói, ma gì tôi cũng không sợ, tôi chẳng sợ bất kỳ thứ yêu ma quỷ quái nào. Tôi cho rằng nói như thế cũng không sao, chẳng có gì đáng e ngại. Nàng ngờ chẳng bao lâu sau, quả có ma lại phá tôi. Ma gì, ma bệnh. Lần ấy tôi bệnh nặng, hôn mê suốt 7-8 ngày, chẳng hay biết gì cả. Bây giờ mới biết là công phu tu hành chưa đủ, nên không vượt qua được thử thách. Yêu ma quỷ quái, thiên ma ngoại đạo, tôi đều không sợ, chỉ sợ ma bình. Không hàng phục được nó, mà cũng không chịu đựng nổi nó. Do đó, người tu đạo chớ có khoe khoang, tự đắc, nói rằng mình chẳng sợ gì cả. Nếu quý vị tự mạn, tự đắc, thì rắc rối sẽ kéo tới ngay. Người tu đạo thì phải như thế nào? Cần phải biết, khiêm nhường, phải cẩn thận, giống như đang đi trên bờ vực sâu, hay đang bước trên mặt băng mỏng vậy. Lúc nào cũng phải hết sức thận trọng, đề cao cảnh giác thì mới tu đạo được. Nói tóm lại, hãy nói ít, ngồi thiền nhiều, đó là căn bản của việc tu hành. Người tu hành thành tựu được đạo nghiệp là nhờ ai trợ giúp? Chính là ma đây. Cũng như muốn cho lưỡi dao được bén thì phải mài. Người tu hành phát huy được ánh sáng trí huệ cũng là nhờ ma lại giúp. Do đó, quý vị hãy xem ma như là người hộ pháp vậy. Cho nên có câu, kiến sự tỉnh sự xuất thế gian, kiến sự mê sự đọa trầm luân. Thấy việc hiểu rõ xuất thế gian, thấy việc si mê hiểu đọa lạc. Nếu quý vị có khả năng giác ngộ, gặp cảnh liền hiểu thấu suốt, thì quý vị sẽ siêu xuất thế giới. Nếu quý vị không thể giác ngộ, gặp chuyện gì thì mê mờ chuyện ấy, ác sẽ bị đọa địa ngục. Cho nên người tu đạo không sợ gặp ma, chỉ sợ chẳng có định lực. Mà tới là giúp quý vị, thử thách quý vị, xem quý vị có công phu, có đủ định lực hay không. Nếu quý vị có công phu, có định lực,
thì bất luận là thứ ma gì đi nữa, chúng cũng không thể làm dao động tâm của quý vị được. Người tu hành lúc nào cũng phải treo hai chữ sống chết ngang mày, lúc nào cũng nghĩ cách để liệu sinh thoát tử. Quý vị nên biết rằng không có việc gì trọng yếu hơn là việc sinh tử đại sự cả. Nếu chuyện sinh tử chưa được giải quyết xong, quý vị sẽ không biết vì sao mình sinh ra mà chết rồi thì đi về đâu. Do đó, chưa chân chính thông suốt vấn đề sống chết, thì quý vị cần phải nỗ lực dụng công, bằng không thì sẽ vĩnh viễn bị vòng sinh tử luân hồi ràng buộc, không sao giải thoát được. Trên đường đạo, quý vị hãy nghĩ tới vấn đề sinh tử này. Hãy xem chúng ma như là kẻ hộ pháp giúp mình tu hành. Ai chửi quý vị, đánh quý vị, chính là giúp đỡ quý vị tu hành. Ai nói thị phi về quý vị, gây khó khăn cho quý vị, cũng chính là để giúp quý vị tu hành. Nói tóm lại, khi nghịch cảnh kéo tới, quý vị cứ thuần theo nó mà nhẫn chịu. Hãy coi chúng như là những người bạn tới để trợ giúp cho quý vị, thì phiền não sẽ không có. Hãy hết phiền não thì trí huệ sẽ phát sinh. Có trí huệ chân chánh thì tất cả ma quái không còn cách gì làm cho tâm quý vị dao động được nữa. Vì sao chúng ta bị cảnh giới của yêu ma làm cho dao động? Bởi vì trí huệ của chúng ta chưa được viên mãn. Vì trí huệ không viên mãn nên gặp việc gì cũng sinh mê muội, không nhận thức được rõ ràng, nên ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng đều nảy sinh, và phiền não cũng theo đó mà trỗi dậy. Nếu quả có trí huệ thì không có những vấn đề này đâu. Ha ha ha, 问三摩地娑。